đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Vợ chồng Lý Hải và nhiều nghệ sĩ dầm mưa giúp đỡ người dân miền Trung. Một tuần qua, Thủy Tiên đã có mặt tại vùng tâm lũ để trao quà, tặng tiền cho bà con miền Trung. Nữ ca sĩ cùng đoàn từ thiện đến những vùng sâu, vùng xa trong nhiều ngày liên tiếp. Theo chia sẻ của cô, mỗi ngày cô lội nước dầm mưa từ sáng đến sớm, chỉ trở về khách sạn lúc 21 giờ. Sau một tuần, Thủy Tiên kêu gọi số tiền quyên góp lên đến hơn 100 tỷ đồng. Nữ ca sĩ cho biết sau khi lũ rút, cô dự định giúp người dân xây nhà, làm đường. Nữ ca sĩ sẽ đưa ra bản kê khai các khoản thu chi trong thời gian tới. Ngày 19 tháng 10, đoàn cứu trợ gồm Lương Thế Thành, Thúy Diễm cùng một số người bạn đã bay ra Huế để giúp đỡ bà con vùng lũ. Đoàn của cô bắt đầu trao nhu yếu phẩm cho bà con ở Huế, sau đó sẽ di chuyển ra Quảng Trị, Quảng Bình, đi vào vùng ngập sâu. Thúy Diễm cùng đoàn đã mặc áo phao và thuê xuồng máy để đảm bảo an toàn. Tôi không biết bơi nên cũng hơi sợ. Tuy nhiên, được giúp đỡ mọi người, cảm giác hạnh phúc đã khiến cho tôi quên hết. Vợ chồng Lý Hải Minh Hà là người tiên phong trong việc kêu gọi quyên góp giúp đỡ bà con miền Trung. Ngày 19 tháng 10, cả hai đã ra Huế, Quảng Nam, Quảng Bình để trao quà, tiền mặt cho những người khó khăn. Minh Hà cho biết, hiện tại rất nhiều người được cứu trợ lương thực và nhu yếu phẩm. Nhưng chúng tôi đợi khi nước rút mới đi đến đó. Tôi nghĩ hậu quả nặng nề để lại cho bà con sau lũ mới là quan trọng. Từ đó chúng tôi tìm đến trao cho những đối tượng đặc biệt khó khăn, thiệt hại lớn về người và tài sản. Sau khi kêu gọi được số tiền ủng hộ hơn 600 triệu đồng, Lê Thúy và Lệ Hằng đã lên đường đến miền Trung cứu trợ. Vào sáng ngày 20 tháng 10, lịch trình của họ bắt đầu ở xã Hiền Đinh thuộc huyện Quảng Ninh, Quảng Bình với việc trao đồ ăn, nước uống cho bà con vùng lũ. Cả hai không ngại dầm mưa lội nước để vận chuyển từng thùng hàng hóa từ thuyền lên đất liền. Hòa Minh Di chọn địa điểm là Hà Tĩnh để ứng cứu bà con. Cô mua áo phao, đồ ăn sẵn như cháo, bánh mì, sữa để đưa đến tận tay từng hộ dân đang mắc kẹt giữa biển nước. Trên đường đi cứu trợ, đoàn của Hòa Minh Di gặp sự cố chết xe máy trên đường. May mắn cô đã kịp thời liên lạc với công an địa phương để được hỗ trợ. Những ngày qua, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng có mặt ở miền Trung để cứu trợ người dân. Vừa xuống sân bay Phú Bài, tôi đã chảy nước mắt. Tôi khóc vì mừng và cảm động. Tôi nhìn thấy những hành khách ở xa đến đây giúp đỡ người dân, những tấm lòng nhân hậu. Tôi hãnh diện vì người Việt Nam yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nữ ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đã lội mưa để trao quà gồm áo phao, nước uống, lương khô tiếp tế cho người dân. Cô cho biết đây là chuyến đi khảo sát tình hình, từ đó đưa ra kế hoạch cụ thể lâu dài để giúp đỡ bà con khi cần lũ đi qua. Thái Thùy Linh khuyên các đoàn cứu trợ không nên mang gạo đến miền Trung ở thời điểm này. Thay vào đó, cô gợi ý nên phát áo phao, thuốc men và đồ ăn cho người dân vùng lũ. Và các bạn đã quan tâm và theo dõi video, hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.